Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình có thể chế tạo ra rất nhiều những cái loại ống nhòm siêu mạnh, từ ống nhòm TNT cho đến ống nhòm X-ray, hay ống nhòm có thể biến một con quái vật trở nên khổng lồ. Vậy những cái ống nhòm còn lại sẽ có sức mạnh gì? Các bạn hãy cùng xem đến cuối video để biết nha. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok các bạn, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Khoan, quay, cái chỗ của mình đang đứng là ở đâu vậy trời? Giống như là nó là một cái khu rừng, nhưng mà nó cũng không phải là rừng. Nó có gỗ rừng này, nhưng mà kỳ lạ vậy, mình không biết chỗ này chỗ gì hết. Nếu các bạn biết thì có thể bình luận phía cho mình biết. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bàn chế tạo. Và surprise, đây rồi, chúng ta có thể chế tạo rất là nhiều những cái ống nhòm trong video lần này. Ok, chúng ta có thể chế tạo ra một cái ống nhòm nguyên tử, cái bom nguyên tử mọi người. Để coi làm thế nào để mình có thể chế tạo cái nút trước ta. Mình nghĩ là mình có thể chế tạo được cái nút này rồi. Sau khi mình lấy gỗ xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi đào đá một cái. Chúng ta sẽ làm những cái dụng cụ bằng đá. Ở đây có sa mạc này, có thể chúng ta sẽ tìm được một cái kim tự tháp nào đây chăng. Phải chăng là nó hay là cái làng? Cái này kim tự tháp. Yes, hay quá. Đạp cái này đi, mình không muốn gặp nó. Và chúng ta có 4 cục sắt, ngon. Ok, một cái sắt nâng cấp. Mending. Một táo vàng, quá ngon luôn nha. 7 cục vàng, cho mình xin. Ok, vậy là những bước đầu tiên đã xong. Chúng ta có được TNT. Và bây giờ chúng ta cần tìm đồng. Đây là đồng luôn, cho mình xin. Ok, mình lấy hết cái đống đồng ở đây luôn cũng được. Ok, 20 cục à. 20 cục có khi cũng có đủ đấy. Bây giờ mình cần làm một cái lò nung, bỏ đồng vào đây. Và sau đó chúng ta sẽ chế tạo cho mình một ống nhòm bom hạt nhân. Và bây giờ bam, công thức chúng ta sẽ chế tạo ra được một cái ống nhòm TNT. Ok, chúng ta có thể ra ngoài được không nào? Nếu được gọi là hạt nhân ấy thì nó sẽ còn nổ bự hơn cả TNT nữa, nên là để coi. Boom. Wow. Ui, nó nó rất mạnh nha mọi người, nó cực kỳ mạnh nha. Ok, để coi nó có thể đặt bao xa nha. Oh my god, có thể đặt xa lắm luôn ấy. Ôi ôi, nó nổ kìa mọi người. Ôi hi, qua bên kia luôn. Ok. Quay, đứng xa về mà vẫn mất máu à. Ok, mình khá là nghĩ cái bom hạt nhân này có thể đánh đồng rất là ngon rồi đó. Tiếp theo là chúng ta cần cát đúng không? Mình cần lấy một cục cát cái đã. Đây, và chúng ta sẽ chế tạo ra ống nhòm X-ray. Ok, để coi X-ray cái này là sao đây. Boom. Ok, wow. Wait, oh my god, nó đào. Nó là, ok, nó ghi X-ray nhưng mà nó đào. Kiểu như các bạn thấy, nhìn các bạn đào bất kỳ cái chỗ nào mà các bạn nhìn vô, và nó sẽ trừ cái khoáng sản riêng ra đấy. Để coi, chúng ta có thể đào được cái gì nữa nào. Cái này liên quan tới block sắt nè, cũng được. Và bây giờ cái mình cần bây giờ là tận một block lận, nên là chúng ta cần phải có 9 block sắt đúng không. Khoan, quay, chúng ta không cần phải đi xuống sâu đâu, chúng ta có thể đào ở đây luôn cũng được. Cho mình xin. Ở đây, đây, xin thêm sắt. Bây giờ mình nghĩ chúng ta có thể cần phải có thêm một cái xô nước nữa. Xuống hang mà sâu thế này mà không có xô nước thì cũng hơi khó chịu đó. Ok, mình sẽ đào hết sắt đây luôn. Nung lên, đây, và đây, mỗi cái phần nữa. Tuyệt vời. Chúng ta thấy kim cương dưới kia rồi. Yes, mình nghe thấy tiếng nước gần đây luôn, nên là chúng ta có thể lấy được nước chắc là dễ dàng thôi. Nước ở đây, cảm ơn. Với cái đống sắt này, chúng ta có thể chế tạo ra được một block sắt. Và để như thế này, chúng ta tạo ra được một minion spike glass. Ống nhòm minion thì làm được cái gì? Boom. Sao nó giống như nó sinh ra một con golem mini vậy, nhỏ xíu á. Hello. Ôi, boom. Mình có bao nhiêu cục đây? Ui, 3 cục luôn à. Ôi, 4 cục luôn. Cho mình xin. Yeah, ngon. Và mình có thể tạo ra được chi kiểu đội quân golem á mọi người. Để coi cái tiếp theo của mình là gì đây. Spike glass. Wait. Cái này khá thú vị này. Chúng ta sẽ cần 2 block đồng và 1 block amethyst. Amethyst à? Ok, chúng ta có thể mở đường đến amethyst không nhỉ? Bằng cái kính này. Yeah, nó cứ đào như thế này mở đường liên tục thì chắc là mình sẽ tới được amethyst. Ở đây còn là một cái hang luôn. Chúng ta có thể làm cái cổng địa ngục ở đây, hay là mình xuống địa ngục ta. Ở đây có cái kính nào để có thể xuống địa ngục không? Nó có thể ghi là portal. Portal là cổng dịch chuyển đó mọi người. Nó có thể làm được một cái kính lúp có cổng dịch chuyển luôn hả? Nhưng mà khoan, chắc là mình sẽ lên mặt đất và mình đi kiếm đồ ăn một cái. Chúng ta tìm được một cái khung bỏ hoang. Ok, chúng ta cần phải tìm thêm đồng, bởi vì nếu mà chúng ta cần 2 block đồng ấy, đồng nghĩa bởi vì chúng ta sẽ có 18. Chúng ta cần phải có 18 cái cục đồng lận. Đây rồi, amethyst vái ca trưởng. Tí nó nằm đây á. Bây giờ mình cần lấy một block amethyst, tuyệt vời. Tiếp theo là cần nung đồng lên. Ok, đã đủ. Chúng ta có thể tạo ra được 2 block copper này. Và để như thế này, chúng ta sẽ tạo ra được một cái kính lúp khổng lồ. Và cái này có tác dụng gì đây? Hình như cái này phải zoom vào một con quái gì đó hay sao mọi người ạ? Đúng không? Ui, quái sao kim cương nhiều vậy? What the heck mà?
Ok, chính xác rồi các bạn. What the hell? Sao cái xương này có nhiều kim cương vậy? Cái này có phải hiện tượng hiếm không mọi người? Ui, 1, 2, 3, 4 và 5 viên kim cương nó nằm ở trên một cái khung xương. Lần đầu tiên trong Minecraft mình tìm thấy được một cái khung xương ở trong hang. Khá là kỳ lạ nhưng mà chấp nhận được. Wow, lần đầu tiên mình gặp đấy. Và nó còn có kim cương nữa. Mình nghĩ là độ hiếm của nó chắc 0.01% luôn quá. Ok, nếu các bạn nghĩ cái này là độ hiếm và nếu các bạn thấy mình may mắn thì bình luận phía dưới cho mình biết. Rồi, mình đã biết được cái Giant Glass này. Nó có tác dụng là biến những con mob trở thành một cái con khổng lồ. Chúng ta nên đi xuống địa ngục thôi, bởi vì nếu mình nhớ không lầm, chúng ta có một cái ống nhòm mà nó nằm ở dưới địa ngục, nó tên là đây. Chúng ta cần có thạch anh ở dưới địa ngục. Và nghe đồn sắp tới có phiên bản 1.19 nữa thì chúng ta sẽ chơi Big Run Minecraft sẽ cực kỳ khó khăn nữa, bởi vì chúng ta sẽ gặp Warden. Warden giờ như một con quái vật trâu vái trưởng ra ấy, nhưng mà thôi kệ. Khi nào nó ra thì mình sẽ chơi phiên bản đó cho các bạn coi. Ok, ok. Bây giờ thì chúng ta đã vào được địa ngục. Tuyệt vời. Chúng ta còn có thạch anh đây luôn. Dễ vậy. Sau đó mình sẽ để thạch anh ở đây, để hai cái này ở đây, chúng ta tạo ra được một cái kính portal chẳng hạn như thế nào vậy. Ui, làm sao? What the? Cái con này. Mày hả bưởi? Chính nè. Trời. Chí. Bùm. Chết mày nè. Ok, đây là cái cổng đầu tiên khi mình mở kính lúp lên. Và đây là cổng thứ hai. Nếu chúng ta đi vào. Ok, nếu chúng ta đi vào thì chúng ta sẽ dịch chuyển qua cái cổng đó. Ok, đã hiểu. Không cần hiểu nữa. Chúng ta đi ra khỏi đây luôn, Ok, bây giờ nếu bây giờ mình tạo một cái cổng ở đây đi. Và bây giờ mình sẽ đi bất kỳ chỗ nào cũng được. Sau đó mình tạo thêm cái cổng nữa rồi chúng ta về đây. Thế thì bây giờ mình sẽ đi tìm The Fortress hay là Passion gì đấy. Rồi bây giờ thì đi thôi. Và hình như đây là cái Passion. Yes. Ui, đây là Treasure Passion. Ok, chúng ta có thể đi vào trong Treasure Passion. Ok, mấy con Piglin này thì bình thường. Mấy con Piglin này. Ôi. Ok, khá là căng thẳng. Theo như mình là vậy. Xuống đây. Ok, đây là cái cách duy nhất để các bạn ở đây hạ được mấy con Brute này, nó cho nó dễ. Ok, đập cái này đi. Yep, mình coi. Kiếm sắc nét luôn, vái các trưởng ra một cái quận kim cương. Mình thấy có một netherite trong đây nữa. Mình xin luôn và block vàng. Ok, được cái kiếm sắc nét là quá ngon. Boom, chơi đi. Sau đó mình sẽ lấy hết cái đống vàng này. Chơi rất là dễ dàng. Mình nghĩ bên đây sẽ có Oh no. Mình nghĩ bên đây sẽ có cái đường nhưng mà nó còn có con này nữa. Oh my god. Từ chặn lại. Các bạn biết gì không? Ok, xuống đây. Yes. Một cách nào đó mà mình đã cho được nó xuống đây rất là dễ dàng. Đúng rồi nhờ. Chúng ta có thể làm full bộ giáp sắt đấy chứ. Oh my god, tại sao chúng ta phải sống khổ sở như vậy trời. Yeah, ok, tuyệt vời hơn rồi đấy. 16 cục obsidian. Ok, enderpearl. Chúng ta có 16 cục enderpearl, cũng gọi là khá là đẹp. Ok, 2 lọ kháng lửa. Tiếp theo là ok, 3 lọ kháng lửa, 4 lọ kháng lửa. Xì giá. Mình nghĩ là chúng ta có thể sử dụng cái kính của chúng ta, sau đó chúng ta đi về được luôn á mọi người. Yep, đi về thôi nào. Yeah, tuyệt vời. Chúng ta khi chúng ta đi về đây thì mình chỉ cần đi lên một xíu thôi là chúng ta sẽ gặp lại cái The Fortress. Ok, bây giờ thì con Blaze nó nằm ở đâu rồi? Bây giờ thì chúng ta xin vài cái que bi lửa nè. Ok, và bây giờ chúng ta đã đủ 8 cái để có thể đi về thế nào. Yay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi chúng ta có cái gì nữa không nè. Spike, có gì chưa làm nha. Cái này nó ra luôn rồi nè, Mutation Spike Glass. Ấy, chúng ta cần một viên kim cương thôi là được. Thế mình làm luôn cái này hồi nãy giờ rồi. Đây, cái này có tác dụng gì vậy? Wait, mình nhìn tới đâu thì nó sẽ biến. Mình nhìn tới đâu thì những cái block mà mình nhìn tới chỗ của nó sẽ biến thành ok, lại cái nào. What the hell? Wait, thì nếu bây giờ thì mình làm cái này đặt ở đây và bắt đầu xem cái kính này. Bài chế tạo của mình biến thành kim cương luôn rồi. Khoan, mình vừa có cái ý tưởng này, hy vọng là mình có thể làm được. Nếu mình bỏ một cái rương vào đây, một cái này ở đây và mình sử dụng cái multiplication hạn như cái này. Boom. Kế hoạch thất bại. Không sao, ít nhất thì bây giờ mình đã có được full kim cương. Và bơm, chúng ta làm ra nguyên bộ giáp kim cương nào. Ngon lên. Ok, và để coi còn cái nào nữa không nhỉ. OP. Wait, what? Chúng ta chỉ cần cái Mossy Stone à. Cái này chúng ta có thể tìm được ở Stronghold. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lên mặt đất và đi tìm Stronghold. Yeah. Boom. Khi chúng ta đổi ra như thế này, boom, mình sẽ coi đi hướng nào. Let's go đi hướng này. Nhưng tiện trước khi mình đi thì
mình muốn làm một thứ đó chính là cái bàn nâng cấp. Tại sao chúng ta không nâng cái kiếm này lên Netherite nhỉ? Rồi, còn bây giờ thì chúng ta cứ đi hướng này thôi. Go 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 go. Boom. Ấy. Ủa, quay lại rồi à? Mình mới từ trong bờ đi ra xong rồi. Ui, gì nó ngay đây? Wow, mình khá chắc là nó sẽ nằm ở đây này. Yes, ok. Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Và đào cái đường đi xuống nào. Nhanh, 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 nhanh. Ây, và nó ở đây. Let's go. Ui, hình như mình cần cái đá này luôn thì phải. Phải không ta? Stone brick, mossy stone. Có vẻ đúng rồi đấy. Để coi lại, coi. Spy. Ê, khoan, chúng ta còn chưa làm được cái này. Ui, khoan, hình như mình đủ đồ. Mình nghĩ là mình đủ đồ luôn. Đây. Một cuốn sắt obsidian và hai cái này chúng ta đủ để làm được một cái kính killer spy glass và một cái kính OP. Boom. Ui, cái này nó sáng chói đấy nhờ. Để đi vào. Boom. Oh, gì vậy? Đây là cái rương ở trong The End thì phải. Và bất kỳ chỗ nào các bạn nhìn vô. Oh my. Tại sao mình lại có thể sử dụng cái Netherite cho cái kiếm này vậy? Cái kiếm này còn ngon hơn nữa. Mình có giá không? Ok, bảo vệ 4. Tuyệt vời. Và bảo vệ khói lửa. Sắc nét 4. Rồi, mình nghĩ là chúng ta có thể đi tìm cái lòng spawn rồi đấy. Ôi, đây rồi, đây rồi. Đập cái này đi. Và boom 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 boom. Oh, mình dư hai cái này. Bop bop. Bye bye. Bây giờ thấy, let's go. Yeah. Let's đi lên thôi, đi lên thôi, đi lên thôi, đi lên thôi. Búp búp. Bây giờ chúng ta sẽ thả rất nhiều những cái con minion ra nha. Yeah. Tụi nó sẽ đi đánh quái vật cho. Ok, tụi mày có thể đánh con. Tụi này dở quá. Để coi mình có thể thả được cái nút ở trên đây không? Được không vậy? Mình cảm giác là cũng được. Ồ, được nha. Nếu mình đứng gần. Ok. Ở trên đây. Ồ, quay có cái nào. Ôi, đau 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 rồng ơi. Boom. Ồ, có cái nào ở phía trên không ta? Nó phải đặt trên một cái block nó mới được mọi người ạ. Thế thì cái killer glass là cái gì? Ồ. Quay. Ồ, quay. Hả? Mình nhớ cái laser rồi. Cái này trong cái mắt kính laser là nó. Chắc là mình sẽ bắn những cái trụ theo cách mà dễ nhất trước giờ của mình từng bắn. Đó là làm cây cung và hạ hết mấy cái trụ trong vòng một nốt nhạc. Ok, phun mấy cái trụ và đặt cái này ở. Ôi da, 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 da. Sao mình nhìn nhiều con Enderman vậy? Boom. Oh my god. Oh my god. Chúng ta hơi cực. Wow. Con rồng này còn khá là thích đánh mình nữa chứ. Mấy cái trụ nha. Mày hả bưởi, đứng đâu mà đứng hả mày? Hãy để đi con rồng à, hãy để đi. Còn một cái trụ này thôi đúng không? Và đã xong. Đến lúc mình sẽ tiêu diệt con rồng bằng cái này rồi. Chúng ta có thể điều khiển con rồng. Chúng ta có thể cho nó lên, cho nó xuống. Nó có thể làm được tất cả mọi thứ. Và Killer Glass, bắt mày ở đây luôn con. Mày sẽ ở đây luôn con. Con rồng à. Mày nè, mày nè, mày nè. Đi đâu cho thoát, đi đâu mà bạn. Ok, mình sẽ để cho đến lúc nó chết luôn chẳng hạn. Như thế này. Mình vừa mới có ý tưởng này mọi người ạ. Nếu bây giờ mình để cái này ở đây, sau đó để con rồng ở ngay cạnh chỗ này. Cũng là một ý tưởng gì đó đó nha. Boom. Ôi. Ê, hợp lý. Nữa này. Boom. Yes. Oh my god, chúng ta được. Chúng ta có thể điều khiển con rồng tới chỗ của cái quả nước nổ. Bởi vì những cái quả nước nổ là cực kỳ đau. Bây giờ đây, let's go. Ok, hy vọng các bạn thích video clip này. Nếu các bạn thích video này, đừng quên để cho video này một like. Một đăng ký, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đây là Minecraft. Nhưng mình có khả năng tạo ra được những ống nhòm siêu xịn. Và bây giờ đây, bye bye.